Đoạn video xuất hiện gần đây cho thấy, một binh sĩ Ukraine đang lắp rocket Hydra 70mm vào cụm ống phóng M261 do Mỹ sản xuất trên một chiếc trực thăng Mi-24. Cụm ống phóng này gồm 19 rocket, được gắn vào giá treo vũ khí bên trái của chiếc Mi-24 thông qua một bộ chuyển đổi. Ngoài bộ chuyển đổi giá treo vũ khí, hiện vẫn chưa rõ trực thăng Mi-24 còn được sửa đổi thêm bộ phận nào để tích hợp rocket Hydra hay không. Một số chuyên gia suy đoán rằng, rất có thể những loại trực thăng khác cũng đã được tích hợp với cụm ống phóng và rocket Hydra. Hydra là một loại đạn mô-đun có cấu tạo gồm một động cơ tên lửa 70mm có thể gắn nhiều loại đầu đạn khác nhau. Loại rocket mà binh sĩ Ukraine đang lắp vào trực thăng Mi-24 có thể là loại không điều khiển, nhưng đầu đạn có sức công phá mạnh. Mỹ hiện có rất nhiều loại đầu đạn Hydra khác nhau, bao gồm loại chuyên dùng để phá hủy xe bọc thép với sức xuyên phá mạnh và loại chống bộ binh với hàng nghìn mảnh phi tiêu kim loại gọi là Flechette, nhưng không rõ lực lượng Ukraine đã nhận được loại nào. Dữ liệu chính thức của Lầu Năm Góc thông báo rằng, kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đã có hơn 7.000 tên lửa Hydra được đưa vào các gói viện trợ cho Ukraine. Điều này đã giúp cho những chiếc trực thăng vũ trang Mi-24 của Ukraine tăng khả năng chiến đấu trên chiến trường. Cụm ống phóng M261 rất nhẹ, được thiết kế chủ yếu để sử dụng trên trực thăng vũ trang, có khả năng bắn các loại rocket và tên lửa tiên tiến dẫn đường bằng laser như AGR-20APKWS. Ukraine cũng đã được viện trợ tên lửa AGR-20APKWS. Tuy nhiên hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mi-24V của Ukraine đang sử dụng loại tên lửa này.